Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày thứ bảy cuối tuần, Bắc Bộ phổ biến ít mưa và có nắng nhiều trong ngày. Cường độ nắng có xu hướng tăng hơn những ngày qua. Tại khu vực đồng bằng, trời khá oi bức vào thời gian ban trưa với nhiệt độ cao nhất ngày có thể tăng lên ngưỡng từ 33 cho đến 35 độ, có nơi cao hơn. Dự báo trong những ngày tiếp theo, nắng nóng sẽ xuất hiện diện rộng tại miền Bắc. Với thủ đô Hà Nội, trời tạnh ráo và có nắng nhiều trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến quanh mức 35 độ, ngưỡng nắng nóng. Phải về tối và đêm trời dịu dần, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống ngưỡng 27 cho đến 28 độ. Với miền Trung dọc từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, trời có nắng và nắng nóng có thể xuất hiện từ Nghệ An đến Quảng Bình. Nhiệt độ cao nhất ngày vẫn có thể tăng lên ngưỡng 35 cho đến 37 độ. Một số nơi vùng núi phía Tây có thể cao hơn. Người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn cao khi nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới. Thành phố Đà Nẵng vào sáng sớm trời nhiều mây, nhưng đến trưa chiều trời giảm mây và nắng mạnh. Với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều có thể đạt mức 33 cho đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm, không khí dịu mát nhờ những cơn gió biển thổi nhẹ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình nên ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ và khoảng 29 cho đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên. Đến chiều tối, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Đây cũng là cảnh báo đưa ra cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong chiều tối nay khi có thể xuất hiện mưa dông rải rác. Còn trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 cho đến 34 độ, tiết trời có phần oi bức vào trưa chiều. Đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 25 tháng 6 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.